Còn một đối tượng bị truy nã vừa bị công an tỉnh Thanh Hóa bắt giữ để điều tra về hành vi giết người. Đó là đối tượng Đỗ Hiền Lương, 66 tuổi, quê ở xã Thiệu Hợp, huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa. Đỗ Hiền Lương là đối tượng bị truy nã 35 năm trước, sau khi gây ra vụ án khiến 3 người chết và 3 người bị thương. Theo thông tin từ công an tỉnh Thanh Hóa, do mâu thuẫn với một số người thu phí tại cầu Pha Vồn thuộc phường Thiệu Khánh, thành phố Thanh Hóa, vào ngày 9 tháng 2 năm 1989, Đỗ Hiền Lương đã ném lựu đạn vào nhóm người có mâu thuẫn khiến 3 người chết và 3 người bị thương. Sau khi vụ án xảy ra, 11 đồng phạm của Đỗ Hiền Lương bị bắt, riêng Lương bỏ trốn vào các tỉnh phía Nam, thay tên đổi họ thành Lê Văn Sáng và lấy vợ làm việc tại nông trường sông Hậu, thành phố Cần Thơ. Thời gian gần đây, sau khi xác định được nơi ở của Đỗ Hiền Lương, công an tỉnh Thanh Hóa đã phối hợp với công an thành phố Cần Thơ bắt giữ Lương và di lý về tỉnh Thanh Hóa để phục vụ điều tra tội giết người.